Đây, không biết mấy bà có giống tôi không nha, chứ khi mà tôi đi làm nail á, chỉ cần nhìn vô cái bước cắt da thôi á là tôi đã biết được cái người thợ đó làm đẹp hay không liền luôn á. Rồi bây giờ tôi dắt mấy bà đi ở Hani nha, cắt da cực kỳ sạch luôn, ở số 2 Hoa Sứ nha cả nhà. Hôm nay tôi sẽ cho mấy bà xem thử coi ở Hani cắt da như thế nào nha. Sau cái bước ngâm tay cơ bản á thì mình sẽ đẩy cái da lên để cho mình lấy cái da, nó sẽ dễ hơn nha. Nói thiệt là lúc đầu tôi cũng sợ lắm, tại vì đi cái chỗ nào á cũng bị chảy máu hoặc là cũng bị phạm vô da hết trơn á, cho nên mỗi lần mà nó đi làm nail đi cắt da là cũng hơi rén. Nhưng mà cái chị nhân viên này cầm kềm là tôi thấy uy tín rồi nha cả nhà, cắt êm ngọt nè, dứt khoát nè, cho nên là mình sẽ không cảm thấy đau và kiểu cảm giác của mình nó sẽ thấy uy tín hơn á. Đây show cho mọi người xem kỹ nha, không những cắt lại một lần mà chị nhân viên còn cắt 2 tới 3 lần nữa để cho nó sạch hoàn toàn cái da chết của mình luôn, cho nên đó là tôi phải nói là cái chị này nó rất là ok luôn á mọi người ơi, mọi người đi thử đi. Trời ơi, cắt tới đâu là nó sướng tới đó, trời ơi, nổi da gà hết luôn rồi nè, nó ngọt bén lắm nha. Nè, flex nhẹ cho cả nhà xem cái da của tôi nè, trời ơi, bà này bà cắt một phát là đi nguyên một cái đường dài luôn, nhìn nó rất là đã luôn á cả nhà, thử đi. Tôi tới tôi chỉ kêu cắt da thôi, nhưng mà đâu chỉ có cắt da không đâu, bà này bà còn dũa lại cho cái form nó đẹp hơn nữa, mà giá rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Cái này là bà dũa bà không có tính tiền nha, đây tôi sẽ đưa cái menu ra cho cả nhà xem ở trên này nha. Rồi đó, xong một buổi cắt da siêu sạch luôn. Ê, góc này có thấy rõ không ta? Thôi đổi góc nha, đó góc này chắc thấy rõ hơn mà đúng không? Đó, bà nào mà muốn cắt da thì tôi chỉ cho rồi đó, tới Hani đi, bảo đảm cắt một lần là ghiền.